O'Hara, nữ cảnh sát X. Một năm sau. Una, con mau chào mẹ đi con. Mẹ ơi, hôm nay con nhận được 100 điểm môn văn ở trường đó. Con giỏi chứ? Em vẫn khỏe chứ? Ở nơi xa đó, chắc bây giờ lòng em đã thanh thản rồi đúng không? Người khiến em trở nên như vậy cuối cùng lại là anh. Anh sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình vì anh thờ ơ, không biết những nỗi ám ảnh của em và cả những điều sai trái em đã gây ra. Hara, bây giờ em hãy dõi theo hôn của hai chúng ta lớn lên mạnh khỏe. Vì hôn chính là điều duy nhất mà chúng ta đã sẽ chia với nhau trong cuộc đời.